Chào mọi người, mình là Tài, mình là huấn luyện viên cá nhân tại Vin Fitness Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện bài lắp pull down hay là kéo sô. Bài này nó sẽ tác động lên nhóm cơ sô ở phần mặt sau lưng của bạn. Ngoài ra thêm một tí tay trước nữa. Rồi, Bảo vào thực hiện giúp mình. Em sẽ cầm làm sao cho có vị trí em đặt. Dây cáp sẽ song song với cái cẳng tay của em. Duỗi ra hết chưa? Trước khi các bạn kéo, các bạn phải kích hoạt được scapula là xương bả vai của các bạn, để khi các bạn kéo cơ xô được co tối đa nhất và dễ cảm nhận. Rồi Bảo thực hiện giúp anh. Một số lỗi sai các bạn thường hay gặp phải là các bạn dựng đứng thanh người kéo và dây cáp sẽ không đi song song với xương cánh tay của các bạn. Lỗi thứ hai, các bạn dùng đà quá nhiều. Rồi Bảo thực hiện lại động tác đúng một lần nữa cho anh. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.